có nhiều lần có hỏi ngoại cái đó gì nè, nói sơ sơ thôi, thì khi mình cũng sợ nó buồn, nói nè con chơi gì chơi, con sau này con phải cưới vợ đàng hoàng nha, cưới vợ đàng hoàng nha. Cứ nói vậy không, cái nó cười cười thì thôi à, cái nó dắt bạn bè rồi nguyên nhóm lại chơi, cái mình thấy trông nhiều quá trời thôi, ồ kệ đi cộng đồng thôi kệ đi. Tới đâu hay tới đó. Đúng cái đúc à? Cái đúc mà Bội Nhi đi Thái á, là nói ngoại một câu mà ngoại mấy ngày ngoại không ngủ được luôn. Nó nói con ngày mai con đi Thái, con có lấy số điện thoại của ngoại cho bạn con đi chung với con. Thí dụ như mà bạn con có gọi cho ngoại á, là ngoại phải bay qua Thái liền rước con về. Trời ơi ngoại nghe. Em tên thật của em là Thái Hoàng Thiên Bảo. Công việc của em hiện tại là diễn viên tự do, cũng là diễn viên của gánh hát Lô Tô Hương Nam. Hiện nay thì em vẫn sống tại thành phố Hồ Chí Minh và em vẫn hoạt động nghệ thuật như trước đây. Em tham gia hát Lô Tô bao nhiêu năm rồi Nhi ha? Em là diễn viên tự do tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Ở bộ môn Lô Tô là em học vẹt của Yumi, Tâm Thảo, chị Bibi Phụng, Hương Nga là khoảng độ gần 2 năm nay thôi. Nhưng mà em đi hát em lấy tên gì? Em vẫn lấy tên là Bội Nhi. Bội Nhi. Chị có muốn nghe thử Bội Nhi hát một vài câu Lô Tô? Muốn chứ cưng, sao muốn được. Hát tặng cho chị với là khán giả nghe nha. Dạ. Số gì đây cơ ra con mấy con, số gì đây, số gì đây, tiếng trống mê linh, tiếng trống đồng mà ngọc nữ, ai chê phụ nữ không đủ sức trí tài, mở sách ra coi có bà mà trưng nữ, có bà mà trưng dương, cởi ngựa cầm gương, cởi ngựa cầm gương, đuổi quân Tô định quyết giữ thành Mê Linh. 29. Dạ vâng. 29. Hai năm đó là mình học hỏi lẫn mấy cái chị khác ở trong đoàn. Dạ đúng rồi. Thật ra thì là trước đây em làm diễn viên, xong rồi em có tham gia cái sitcom My Best Girlfriend bộ ba đĩa thỏa. Rồi xong rồi sau đó thì em có tham gia cùng với lại các chị ở câu lạc bộ Thế Giới Thứ Ba, website hồi xưa đi biểu diễn những cái show Brooklyn, rồi bắt đầu là em giả gái, nó cứ cuốn, công việc của em làm những cái show đó, rồi cái em học lỏm được một bộ môn siết đèn cầy của chị Thúy Loan với lại chị Thái Thanh, nhưng mà em không có đi biểu diễn đám như mấy chị, em đem cái bộ môn siết đèn cầy đó vào những cái event của cộng đồng, tại vì khi mà em tham gia của Thế Giới Thứ Ba thì em cũng đồng hành cùng với lại tất cả các anh chị em mà hoạt động về quyền, về sức khỏe cho các chị em chuyển giới. Thì em đem những cái bộ môn siết đèn cầy đó vào những cái hội thảo, những cái chương trình của bên S về sức khỏe cộng đồng. Lúc đó thì công việc của em kinh doanh cùng gia đình, xong rồi em hỗ trợ phòng khám tư nhân. Sau đó thì bắt đầu Su mới nói em là Hương Nam thành lập, đi về bên đoàn hỗ trợ một bộ phần siết. Cái em nghĩ là em đi về em siết thôi, tại vì lúc đó em đang vận động, em đang làm về những cái kia, nó bích toàn bộ thời gian của em. Thì em đang làm những công việc đó, em cảm thấy em rất là hài lòng. Tự nhiên giống như đúng nghề, đúng việc á, cái tự nhiên Su rủ về làm hát Lô Tô, cái đi siết, không biết hát Lô Tô, học hát Lô Tô, xong từ từ hết làm phòng khám nổi luôn, toàn là đi hát không. Bị cuốn đi đúng không? Dạ đúng rồi, em đi hát cuốn. Vui quá mà. Dạ. Nó đúng với tính rồi, chất. Rồi như là trưng diện đẹp nó giống như cái sở thích của mình nữa. Dạ đúng rồi. Đâm ra là coi như là cho lui cung cái vụ kia luôn hả? Không làm nữa. Em vẫn làm nhưng mà ít lại. Nhưng mà giống như như trước đây thì hội thảo hay bất cứ việc lớn việc nhỏ gì em đều hiện diện hết, nhưng mà bây giờ thì em bớt lại. Nói về công việc của Bội Nhi hiện tại ha, anh quay về cái câu chuyện tuổi thơ của em. Cái giai đoạn em phát hiện cái giới tính thật của em là khi nào? Theo như em cảm nhận là em biết em không giống như những bạn trai khác từ lúc nhỏ rồi. Em thích chơi đồ chơi con gái, em thích chơi với những bạn nữ. Cho tới cái năm mà em học cấp 2 á, em nảy sinh tình cảm với lại một anh ở cùng trường. Em nghĩ em là người đồng tính, em cũng chưa hề biết chuyện chuyển giới là gì, nhưng mà mình biết là mình thích con trai. Lúc đấy là em xem bản thân mình là gay thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cũng nhờ anh đó cũng cho em biết là nó chưa phải đúng hoàn toàn là em, tại vì em quen anh đó, em nhõng nhẽo. Cái tính em hồi xưa giờ em giống gái em nhẹ không nhõng nhẽo. Thì anh mới nói là không, em đừng làm gì anh dị ứng lắm, anh ghê lắm. Em giống con trai đi, anh thích một người con trai. Nhưng mà xong rồi mình về mình suy nghĩ thì mình thấy là không phải. Mình thích một người con trai nhưng mà mình lại mong muốn người ta coi mình như là một người phụ nữ. Cái em cảm thấy nó không đúng. Đúng là mình thích ảnh thiệt, nhưng mà như vậy là ảnh giống như ảnh
không coi mình đúng như bản chất con người của mình, thì em tạm dừng cuộc tình đó. Nhưng mà anh đó là con trai là gì mà tính? No, anh đó là đồng tính. À, đồng tính đúng rồi, đồng tính mới thích rồi. Em làm giống như con trai. Dạ, đúng chứ rồi. Nếu con trai người ta phải thích em là con gái chứ. Dạ. Nhưng mà lúc đó em biết là anh đó đồng tính không? Biết. Nhưng mà em chỉ là em chưa biết em là người chuyển giới thôi. Dạ, em chưa rồi. Nghĩ em là người chuyển giới. Dạ đúng rồi. Em còn phân vân cái giới tính của em đúng không? Dạ đúng rồi. Sau này thì em tham gia cái sitcom My Best Girlfriend á, thì em gặp được chị Cindy Thái Tài. Bây giờ là em kêu bằng mẹ. Thì mẹ Cindy mới cho em biết được nhiều kiến thức lắm. Tại vì em nghĩ là mẹ Cindy nhìn ra được con người của em. Em mặc đồ con trai, em không dám đi ra mấy chỗ đông người. Không có tự tin. Em không tự tin. À. Trước đây những cái bài báo hay những cái gì mà của giai đoạn cũ á, người ta phỏng vấn em thì em cũng nói như vậy. Anh vẫn còn nhớ cái giai đoạn My Best Gay Friend á, anh có xem. Dạ, vâng. Thì anh vẫn thấy lúc đấy em ở ngoại hình là một cậu con trai vẫn rất là dễ thương. Đúng, rất là dễ thương nhưng mà em không tự tin với cái ngoại hình đó. À. Em đi đâu em cũng phải giả gái hết. Rồi cái mẹ Cindy mới nói là em bị, mình không chấp nhận được cái cơ thể của mình. Mẹ mới nói là con cần phải biết nhiều hơn về giới tính. Con có nghĩ tới cái việc con đi chuyển giới hay không? Em bắt đầu mới hỏi là chuyển giới thì bây giờ mình phải cần làm gì? Và chuyển giới thì nó sẽ như thế nào? Thì mẹ Cindy mới nói là phải có hormone. Và con phải là hài lòng. Con cảm thấy là mỗi sáng thức dậy con như một người con gái. Con tự tin bước ra đường, con có thấy thoải mái hay không? Hay là như một thằng con trai mà đội tóc giả mặt đầm, con thấy cảm thấy thoải mái hơn. Thì bắt đầu em mới nói là em muốn mỗi ngày thức dậy em phải nhìn vào em như một người con gái. Em như một người con gái. Bắt đầu kể từ đó em mới để tóc dài, sử dụng hormone. Nói chung là được bội nhi như ngày hôm nay là ơn đức của mẹ Cindy rất là nhiều. Trước đây thì mẹ Cindy, thật ra mẹ Cindy cho mình biết về hormone, cho mình biết về chuyển giới, nhưng mà về những cái thứ bên trong á, mẹ Cindy chỉ qua dì Thúy Loan. Thúy Loan sẽ giúp con, hỗ trợ con những phần đó. Nói chung chị Thúy Loan cũng là người dẫn em đi. Em có tìm hiểu, em có biết, nhưng mà lúc mà khi mà em làm á, nó vẫn còn mơ hồ lắm. Mơ hồ ở đây không phải là mình không biết gì, mà mơ hồ ở đây là em không biết em làm về em có bằng lòng được hay không. Nhưng mà không, em không nghĩ là em vừa tỉnh dậy em vừa mở mắt lên là nước mắt em cứ tuôn. Em mừng lắm. Hồi xưa giờ tính em tự lập, em không có nhờ gia đình. Em tự kiếm tiền, em tự làm hết. Thì cho tới lúc em đi á, thì là ở Việt Nam á, mẹ em cũng có vấn đề về sức khỏe. Lúc đó là cái tinh thần em nó xuống cấp trầm trọng đó. Em đi mà em phải lo về nhà em rất là nhiều. Em lo mẹ em ở đây không ai lo. Rồi xong rồi em chỉ nói những cái chuyện này cho ngoài biết. Thì xong rồi khi mà đưa qua bên đó thì mở mắt dậy em cảm giác là giống như là mình còn sống. Em còn sống để mà em về làm tiếp những cái việc mà em đang mong muốn. Khi mà em thức dậy cái cảm giác đau đớn của mình nhiều không nhỉ? Em không biết cảm giác đau, lúc đó em không biết đau. Em sợ, nhưng lúc đó sợ lắm, không biết đau là gì đâu. Chỉ biết là đói bụng. Vừa làm xong em tỉnh vậy em đói bụng dữ lắm. Em xin là cho em ăn liền, em đói bụng quá em chịu không được. Mà cứ mở mắt lên là em khóc, tại vì sức khỏe em nó yếu, người ta làm, người ta ngồi lên, người ta đi vệ sinh, người ta này kia đồ khỏe lắm. Còn em phải có người đỡ không mà. Em làm về thì chị Loan vẫn đi, nhưng mà chị Bùi Bảo Thi thì là cái người chăm sóc em hết tận tình ở bên đó. Sau khi mà em bước về Việt Nam với hình hài của một cô gái á, thì phản ứng của mọi người xung quanh như thế nào? Em thấy ai cũng khen hết. Giống như hồi trước á, thì mặc đồ lúc nào cũng phải che. Hồi xưa mặc đầm phải kiếm mấy cái đầm yếm che ngực lại. Nhưng mà sau này có đầy đủ rồi, mặc đồ thoải mái thích lắm. Tới bên. Tới bên. Tới bên. Tới bên. Rồi khi mà mình trở thành một người con gái như ý mình muốn rồi, thì chuyện tình cảm của mình nó có suôn sẻ không nhỉ? Khi mà chuyển giới về, em tưởng là em rất là hạnh phúc, nhưng mà nó không phải vậy. Em gặp được một người đàn ông. Người này là con trai thật. Người đàn ông này là cái người mà bù đắp lại hết tất cả cho em. Mình nghĩ là họ có thể cho mình nhiều như vậy thì cái tình cảm họ cũng vậy, mà không phải. Họ tìm đến mình giống như là một cục vui đó. Em suy sụp rất là nhiều đó chứ. Mất 3 tháng để em tự ổn định lại, ảnh trang hoàng cho cuộc sống em nó không còn thiếu thốn nữa. Xong đó anh đi.
người đàn ông này có gia đình. Nhưng mà đến với em đó nói là em biết người ta có gia đình không? Không. Em không biết. Em không biết. Ảnh vẫn dành thời gian cho em đi du lịch này kia mọi thứ rất là nhiều. Nhưng mà tới sau này biết có gia đình. Có những cái cách quan tâm vào buổi tối nó không giống. Từ từ nó bị mất dần. Em đòi lên nhà thì lại không cho. Nhưng mà ảnh thì sống riêng với mẹ, em thấy điều đó nó không đúng. Em mới lướt Facebook thì em mới thấy được một cái avatar một người phụ nữ chụp hình cùng. Em bấm vào cái trang cá nhân của chị đó thì em mới vỡ òa ra. Ảnh biết em biết được điều đó. Chính ảnh là người nói em nghe. Và ảnh đem cái điều đó ra, ảnh nói anh đang muốn giải thoát. Nhưng mà cho tới lúc sau này, cái người bị bỏ là em chứ không phải người đó. Ảnh nói là mẹ của ảnh tạo áp lực cho ảnh nhiều quá. Ảnh thương mẹ, ảnh nói là ảnh cần thời gian, ảnh kêu em đợi. Cũng có thể là như vậy. Nhưng mà nếu như mà ảnh hạnh phúc với là giờ anh sẽ không quen em làm gì và không lo lắng cho em làm gì. Ảnh có thích em, ảnh mới lo lắng cho em cái cuộc sống ổn định như vậy. Cũng có thể em là người chuyển giới, mẹ ảnh không thể chấp nhận được. Không phải gia đình nào, ba mẹ nào cũng chấp nhận người chuyển giới giống như ba mẹ chồng của chị. Tại vì em cũng có cho anh thời gian. Nhưng mà... Thời gian bao lâu? Cũng đâu đó 1 tháng, 2 tháng. Nhưng mà làm như vậy nè. Em phải là người chủ động tìm. Là những lúc em rất là đau khổ. Tại vì là nếu như những gì anh nói và như những gì em hiểu được, thì ảnh đang không có tình cảm với người phụ nữ đó. Ảnh đang vì mẹ. Thì cái tình cảm ảnh dành cho em nó phải còn. Còn nếu em thấy nó không còn thì em mới quyết định là em sẽ ra đi. Em giận ảnh một câu là gì nữa. Em nói ảnh là tới ngay cái điều mà anh thích nhất, anh cần nhất mà anh còn không bảo vệ được thì anh làm được gì? Anh mới nói anh không thích, anh không cần nhất. Cái anh thích anh cần là ăn với ngủ. Nhưng mà em không biết sao mà giống như trong em nó, cái hình ảnh của người này giống như bây giờ nó ghê lắm. Anh nghĩ là do em yêu quá nên em bị hận. Em yêu quá. Em yêu quá rồi em bị tác động nhiều thứ đúng. Nữa. Năm nay như vậy. Nhưng mà thôi cái gì nó qua rồi mình cho nó qua đi. Đúng, mình cho nó qua. Đây là mình chỉ kể là cái câu chuyện mà mình có thể là mình chia sẻ những cái gì mà ai có hoàn cảnh giống như mình thì rút ra được cái kinh nghiệm thôi. Với lại anh chị chỉ mong là khi mà chị Chi nói lên cái quan điểm của mình á thì chị mong em giải tỏa được cái sự bực tức của được mình trong lòng và mình giữ được cái thanh thản cho mình thôi, chứ mình không nói ai đúng ai sai trong thời điểm này nữa. Tại vì nó cũng xong rồi. Nó đã xong rồi. Bây giờ mình bỏ cái chuyện tình đó qua một bên. Bây giờ mình mời một vị khách mời rất đặc biệt, đó là bà của Bội Nhi, để cùng nhau chia sẻ câu chuyện về tuổi thơ nhé. Con chào bà. Trời ơi, bà mặc áo dài đẹp quá. Hai bà cháu đẹp quá. Chào bà. Cho cháu được phép hỏi tên và quê quán của bà ở đâu? Dạ. Cụ ngoại thì ở Sài Gòn, sinh đẻ tại Sài Gòn, tại quận 11. Là ngoại là cái người gần gũi với lại tuổi thơ của Nhi ạ? Đúng. Vâng. Từ nó lọt lòng là ngoại nuôi nó lớn luôn á. Lúc đó mới có 40 tuổi à. Là có đứa cháu ngoại đầu tiên, cái hành gia ôm nuôi luôn tới lớn luôn. Ngoại gần gũi với Nhi như vậy thì bao giờ ngoại nhận thức được là cái giới tính của Nhi nó hơi khác biệt so với các cháu trai khác ạ? Hơi khác biệt là tới nó học cấp 2 ngoại mới biết. À. Chứ hồi nhỏ đó ngoại nuôi nó thì nó bình thường. Bình thường nhưng mà có cái là thích mang guốc. Rồi đi thì nhà gần Kim Biên mà, chơi cúp bé, mua súng, mua xe không có chịu. Là thích chơi đồng gái từ nhỏ. Dạ, đó. Nhưng mà ngoại cũng không biết. Ngoại từ ngày nghỉ là nít thôi, đúng không? Đúng rồi, tại nó thích gì mà tay cưng mà, chiều. Rồi thích cục nơ, mỗi lần hớt tóc là khóc. Không cho hớt. Cái để dài, dài cái cục, hai cục vậy nè. Đó, giờ chở đi tung tăng vậy đó. Cái ngoại cũng thấy con nít mà, kệ nó đi. Cái sớm ai cũng nói trời ơi, thằng này chắc nó bóng bang quá. Bóng bang, cái mình nói kệ đi, bóng bang đi. Mình tắm rửa cho nó, mình thấy nó toàn bộ mà bình thường là con trai mà. Rồi anh gia mình không có lo. Như cấp 2 là nó đi hát bên đoàn gì Phương Việt á. Hồi xưa lúc đi, nhỏ là đi múa cho cô dâu em đi, đi múa đám cưới cho vũ đoàn Phương Việt. Rồi mỗi lần chở nó đi tới thị nghề học á, học múa. Cứ ngày thứ bảy chủ nhật là phải đưa nó xuống dưới rồi đâu có về là chạy lên nữa. Ở đó đi kiếm cơm ăn chờ tới nó múa xong rồi rước về. Thương cháu quá. Cực lắm. Rồi có khi ngoại bận thì ông ngoại đưa, ông ngoại cũng cưng lắm. Ngoại ơi, khi mà ngoại nghe mọi người bàn tán về Bội Nhi nhiều như vậy thì mình có bị áp lực hay là mình có phản ứng với mọi người như thế nào? Lúc đầu cũng bị. Lúc đầu nó không có đem đồ con gái về nhà đâu. Mà nó ngoài nó ăn bận sao không biết. Cái ở sớm người ta thấy
ta nói ôi tao thấy cháu bà xong mà giả con gái ai chở nó mà nó tung tăng mà sao. Cái mình nghĩ thôi chắc nó đi múa đi hát gì đó, cũng không quan tâm. Tới lớn rồi khi nó đi học lúc đó nó quen cái người kia mà không đi kể đó, cái bắt đầu mình biết, bắt đầu cũng hơi choáng váng. Hơi choáng váng, nó sợ tự nhiên sao cháu mình vậy, choáng váng, không thích con gái mà lại thích con trai, choáng váng. Nhưng mà cái nghĩ đi nghĩ lại thôi, giờ tánh nó vậy rồi, khi máu nó vậy rồi mình la nó cũng tội nghiệp, bây giờ thôi để im vậy luôn. Giờ ai nói gì nói, cái nhiều lúc ngoại cũng bực, ngoại nói mấy người đừng có nói gì hết trơn á, cháu tôi biết, trai gái gì cũng được, cũng cháu của tôi đâu phải cháu của mấy người đâu. Rồi có khi nào ngoại nghi ngờ hay là ngoại nghe những người ta nói, ngoại đem câu hỏi đấy về hỏi lại Bội Nhi trực tiếp không ạ? Có nhiều lần có hỏi, ngoại nói gì nè, nói sơ sơ thôi, thì khi mình cũng sợ nó buồn. Nói nè con chơi gì chơi, con sau này con phải cưới vợ đàng hoàng nha, cưới vợ đàng hoàng nha. Cứ nói vậy không, cái gì nó cười cười thì thôi à, cái nó dắt bạn bè rồi nguyên nhóm lại chơi, cái mình thấy trông nhiều quá trời thôi, ồ kệ đi cộng đồng thôi kệ đi. Tới đâu hay tới đó. Cái đúc mà Bội Nhi đi Thái á, là nói ngoại một câu mà ngoại mấy ngày ngoại không ngủ được luôn. Nó nói con ngày mai con đi Thái, con có lấy số điện thoại của ngoại cho bạn con đi chung với con. Thí dụ như mà bạn con có gọi cho ngoại á, là ngoại phải bay qua Thái liền rước con về. Trời ơi ngoại nghe. Đi làm gì đi Thái làm nói gì? Chi trời. Sợ mà lúc đó ở nhà không còn ai để nói. Rồi mẹ mà nó thì ngoại thì nhiều khi bà thấy số lạ không nghe. Nên em phải dặn. Em phải dặn mà em cái đâu có dám lo mấy chuyện này cho mẹ. Mãi lo mà mãi không ngủ được mấy ngày mấy đêm, tới nó điện về nó nó ngày mai nó bay về ngoại mới yên tâm được. Tới nó về ngoại mừng quá trời luôn. Ngoại ơi, khi mà bố mẹ của Bội Nhi á, có ý kiến gì về cái việc giới tính của Bội Nhi hay là việc Bội Nhi đi chuyển giới không ạ? Không. Không ạ. Tại vì từ nhỏ cũng không thân mấy. Tại vì ở ngoại không à. Rồi lâu lâu cũng tới chơi vậy, hình như cũng không có lo mấy giờ nó hồi nào giờ nó cũng không có lấy tiền lấy bạc gì của ba mẹ. Bởi nhiều khi ngoại tức mà cũng nói trời ơi, con bay mà tao thấy tụi bay không lo. Tần hay gì á ngoại không thấy nó đâu, ngoại gọi điện. Nó có bệnh hoạn gì không? Còn ba mẹ nó không có thấy. Bởi nhiều khi ngoại thương nó là vậy đó. Ngoại ơi, ngoại nhớ cảm giác của mình khi mà thấy Bội Nhi trở về từ Thái Lan trong hình hài của một cô cháu gái không ạ? Mừng. Ngoại mừng. Mà xưa giờ ngoại rất là cưng con gái. Làm gà bé này làm gái này được cưng hơn nữa. Dạ, tiêu nữa. Nhưng bây giờ hiện tại giờ em có người yêu chưa? Sao kia mối tình này em kể á? Hiện tại giờ em đã có người yêu rồi. Là có người yêu khác rồi. Bao lâu rồi em mới quen với người khác? Chắc tầm nửa năm. Ok chưa? Em cảm thấy là tạm tin. Nói chung là đang tìm hiểu đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Cả hai cũng có nhiều cái để mà nói xa nói gần lắm. Nhưng mà tại vì anh này cũng là con trai một, gia đình vẫn đang bắt cưới vợ kinh hồn lắm. Nhưng mà có vẻ như là giống như ông kia là đã cưới vợ rồi, còn ông này là chưa cưới vợ. Nó nhảy lên được một giai đoạn. Nhảy lên được một giai đoạn. Gia đình kinh doanh có tiếng ở dưới miền Tây thì sao em gặp toàn thứ dữ không nhỉ? Xong rồi mẹ của ảnh hồi Tết rồi nè, bắt ảnh đi coi mắt, cứ đi coi xong rồi về cũng chặn Facebook, chặn Zalo người ta luôn rồi, không cho một cơ hội nào vô hết. Ba mẹ nói bây giờ mà lấy vợ trễ quá rồi, có con sau này già rồi con chưa lớn cực, không có tiếp phụ gia đình được. Cái anh hói lấy vợ, cái nói con không thích nhỏ đó, con có bạn gái rồi. Mẹ anh mấy bữa nay cứ đòi gặp em hoài mà anh đâu dám dẫn về gặp đâu. Một hai tháng nữa em nghe lời chị luôn, cái gì nó từ đầu sứng xuống luôn, được không được từ đầu khỏi khổ. Giống như ngày xưa chị cũng vậy, quen chồng chị cũng 3 tháng là chị cũng xứng tới nhà chị. Lúc đó chị cũng đâu biết là ba mẹ chồng chị chịu ra chị đâu. Trước khi về chị hỏi là nếu như ba mẹ anh dẫn em về, ba mẹ anh không chấp nhận em thì sao? Thì ông nói nếu ba mẹ anh không chấp nhận em á, thì anh nắm tay anh xách đợi theo em luôn. Trước khi về em hỏi cái đó nha, không? Lỡ giờ anh dẫn em về rồi, bây giờ ba mẹ anh không chấp nhận em thì sao? Mà ngoại anh công nhận không? Đúng được thôi, mình biết mình chết. Chứ để thời gian dài quá cái mình... Mình yêu quá nhiều là mình sẽ bị khổ cả hai. Con thấy là đúng 3 tháng là đẹp, 2 tháng nữa là em xuống nhà cho chị. Từ đây tới ngày đó mình cứ tạo tình yêu nó nhiều, nó sâu đậm hơn. Người đàn ông đương nhiên phải có hiếu với cha mẹ.
Nhưng nếu người đàn ông nào mà mình yêu mà nặng về gia đình hơn, nặng về vợ thì nên đừng yêu. Mình sẽ khổ. Cái này chị nói chia sẻ thật sự luôn. Tại vì người ta lấy mình, đương nhiên mình không kêu là không lo cho gia đình, cha mẹ. Mình lúc nào mình cũng phải biết là không có cha mẹ là không có mình. Con cái là phải chạy hiếu cha mẹ. Nhưng ở với vợ là phải nghiêng về vợ nhiều hơn về gia đình. Tuy nhiên bây giờ cha mẹ không đồng ý, nhưng mà vợ của con yêu, miễn sao con lo lắng cho cha mẹ, con chạy hiếu đầy đủ thôi. Tại sao mà ép con lấy một người con không yêu? Nếu một người đàn ông bản lĩnh như vậy thì cha mẹ phải chấp nhận thôi. Em phải hiếu thảo, em điện thoại, em hỏi thăm, em tự tin cho chị hỏi thăm hiếu thảo. Rồi, và yêu cái anh này cho mọi gia đình thấy là em yêu, và em khuyên cái anh đó phải làm ăn này nọ. Người ta thấy tự nhiên con người ta bây giờ tự nhiên quen bé này, bây giờ làm ăn kinh doanh xuyên này. Là em thành công một cái điểm đó. Là người ta đánh giá, người ta nói à, sau này người ta có biết em là người chuyên giới nữa, người ta cũng nghĩ là à, từ khi nó quen với nhỏ này thấy nó làm ăn, nó lo lắng cái đàng hoàng, nó không ăn chơi đâu này nọ. Rồi con bé này về nhìn lễ phép, hiếu thảo. Người ta sẽ có suy nghĩ là khác liền. Cái đó quan trọng là ở mình rất là nhiều. Thật ra là em cứ đi cái tông của chị. Thật sự con trai miền Tây là ba mẹ dễ hơn miền Bắc. Còn nếu như cha mẹ người ta không thương mình thì mình chịu, không chấp nhận mình thì mình chịu. Còn ổng thương mình thì ổng theo mình, còn ổng không thương mình, ổng theo gia đình ổng thì thôi chia tay. Mình thả hồn hết nha. Thôi bởi vì cái chứ mà em cảm nhận nữa, nhưng mà xúi ai chứ, xúi ông này mà bỏ nhà chắc dám bỏ thiệt. Thì chị nói mình không có xúi bỏ nhà, mình nói rằng nếu như cha mẹ anh không chấp nhận em thì anh tính làm sao? Chứ mình không thương bỏ nhà. Ví dụ ông đi theo mình nhưng mà ông lâu lâu tính thoảng về ông thăm nhà ông, ông vẫn lo lắng cho nhà ông, chứ mình cũng đâu có xúi bỏ cho bố mẹ đâu. Cái đó mình xúi vậy là mình sai. Mình có thể hiện mình đàng hoàng. Dự kiến tương lai Cưng có dự kiến gì không? Thì em với ảnh về tương lai thì có dự định là sẽ đám cưới rồi có đó. Con thì đi cái tông của chị là đúng nhất. Chị thay mặt chương trình là chị chúc em sẽ hạnh phúc với cái tình yêu này, và em cũng sẽ lấy chồng có con như anh chị ha. Và thay mặt chương trình là tặng em một món quà này, và con chúc ngoại nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu của ngoại, và rất là trân trọng và cảm ơn sự hiện diện của ngoại đường xa xa xôi dịu dời đã đến đây với chương trình Come Out. Một lần nữa con xin cảm ơn ngoại rất là nhiều. Ngoại cũng cảm ơn các con. Cảm ơn ngoại, cảm ơn Nhi đến với chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn việc về tư vấn tâm lý trước hôn nhân của chị Chi rất là nhiệt tình dành cho Bội Nhi và tất cả các chị em khác. Tại vì thật sự là Bội Nhi xinh đẹp, Bội Nhi cũng xứng đáng được cái tình yêu đó. Đâm ra là chị chia sẻ thật lòng với lại em gái của chị. Rồi bây giờ Bội Nhi ngoài xinh đẹp ra thì còn rất tài năng nữa. Còn một cái tài năng mà mình chưa chứ. Được chiêm ngưỡng. Đúng rồi, chị cũng chưa bao giờ thấy Bội Nhi luôn. Xiếc đèn cầy. Cái mà Bộ Nhi đã rất là tự hào để khoe cái thành tích ban đầu của mình. Bây giờ thì mọi người rất là mong đợi. Rồi, đứng đấy này. Ngày hôm nay em sẽ đem bộ môn xiếc đèn cầy của em đến đây để tặng anh chị cũng như là tất cả khán giả đây. Music. Ôi. Đây là một, em sẽ ăn đèn cầy cho mọi người coi. Đây là phần đặc biệt nhất em dành tặng cho mọi người ngày hôm nay. Ủa không đau à? Đây giống như cái nghiệp của em vậy đó. Quen thì nó làm biết quen chứ sao nào được nóng chứ. Nhưng mà làm riết là quen. Chứ nóng chứ xong rồi dần càng mà nhiễu người mà nó rất là nóng. Nhưng mà mấy bà này chịu đựng hay lắm. Sương gió ngầm trường, cay đắng nóng, vậy nên làm được hết.